Dạ, đầu tiên phép công nhân mến chào đại gia đình nha. Hiện tại thì chị Loan cũng vừa đến nha cả nhà. Chào chị. Chị Loan đến rồi cả nhà. Thank you.
rồi mình cũng ghé ngồi trước vườn để chuyện. Mưa quá trời mưa. Thank you.
Đây cả nhà, đây là bản cáo phó của liệt sĩ luôn Thảo Nguyên cả nhà. Bà tên là Nguyễn Thị Diêm Thảo, sinh năm 1967 tại Sài Gòn, từ trần của lúc 5:45 ngày 2 tháng 7 2024, nhằm ngày 27 tháng 5, năm Giáp Thìn, hưởng thọ 58 tuổi, linh cữu tại chùa Ấn Quang 243 Dạng Sư Hạnh, phường 9, quận 10. Chương trình lễ tang để nhập quan lúc 13:30 ngày 2 tháng 7 2024, nhằm ngày 27 tháng 5, năm Giáp Thìn, để động quan vào lúc 6:30 ngày 5 tháng 7 2024, nhằm ngày 30 tháng 5, năm Giáp Thìn. Chị Lon cũng đang lên xe chuẩn bị tới rồi, cả nhà cũng chuẩn bị về rồi. Dạo video thì cũng khá là dài rồi, Hào Nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm hết video ạ. Ông nào đâu? Đây là bà má. Bà má